Lần thứ hai uống trà xoài non mắm ruốc. Lần này thì vẫn chê nha mọi người, nhưng mà có điều lần trước chê rồi, sợ bị quýnh cho nên phải mặc kín một tí. Dạ không có anh chị ơi, em giỡn cho vui thôi chứ em không muốn tạo drama để nổi tiếng đâu. Nhờ những lời góp ý của mọi người mà em rút kinh nghiệm rất nhiều. Thật ra em không có chê nước, em chỉ chê cái view quán thôi mọi người, tại nghe đâu thu nhập 1 tỷ mà quán bé xíu nên bất ngờ. Mà gương mặt với cái giọng của em cha xanh mẹ đẻ là nó đánh đá như vậy rồi, em đâu có cố ý đâu mọi người. Nhưng hôm nay ghé lại lần hai, quán đã mở rộng thêm 3 cái bàn nữa rồi đó mọi người. Nhân viên thấy em đợi lâu thì cũng nói là anh chị thông cảm nha, mà có gì đâu, đợi xíu cũng không sao mọi người ạ. Ra về thì nhân viên còn cảm ơn nữa. Ok hơn lần trước nhiều. Điểm trừ lần này là xoài có 5 miếng thôi, lần trước được 7, xoài thì không còn vỏ hết, mà chắc do cháy hàng quá. Vì lúc order em nghe nhân viên hô là hết xoài rồi mẹ ơi. Trà xanh hoa nhài mật ong. Lần này order thêm 2 loại nước nữa. Ly hoa nhài mật ong trân châu rất ngon nha. Trân châu không bị dai quá cũng không bị mềm quá. Size lớn là có 29k thôi nên cho 9 điểm nha mọi người. Một điểm còn lại là do lát chan ở trong ly quá chua cho nên mình trừ 1 điểm. Dạ không có, cái này em giỡn. Còn ly này là trà cherry long nhãn. Ê mà cái này chê thiệt nha. Có sao nói vậy à? Mùi nó kỳ lắm mọi người. Ai mà uống được thuốc bắc với thảo mộc quen rồi mới uống được cái này nha. Cái này chắc tròn 5 điểm không? Vâng, nói chung ai khen thì khen, nhưng tôi thì cực chê nha mọi người. À nhầm là chờ em mê mọi người. Nói chung là nước ok mà giá cũng ok nha mọi người. Chúc mọi người một ngày thật vui. Mọi người nhớ bấm follow Ngọc Phương Hằng nha. Cảm ơn mọi người nhiều.